Xin chào anh em đã quay trở lại với channel của Laptop AZ và mình là Minh, còn đây là Duy. Hôm nay thì bọn mình sẽ tiếp tục trả lời những câu hỏi các bạn gửi đến trên kênh, và đặc biệt nếu anh em nào có những băn khoăn, những câu hỏi gì có thể comment dưới phần bình luận để bọn mình dễ dàng tổng hợp và trả lời cho anh em nhất nhá. Và bắt đầu câu hỏi đầu tiên luôn của bạn Trường Trần để không làm mất thời gian của mọi người nữa. Hai anh ơi, em không chơi game chỉ học, vẽ AutoCAD SolidWorks dùng bằng 1 năm nhưng thiết kế của Initial 5 thì làm em rất là hấp dẫn. Option thấp nhất có đáp ứng được nhu cầu của em không? Và giá khoảng bao nhiêu anh? Tài chính dưới 18 triệu, cảm ơn anh. Mong anh rep, chúc anh ngày càng đẹp trai, kênh ngày càng phát triển. Đối với câu hỏi của bạn thì mình xin phép trả lời là với option thấp nhất của Initial 5 2019 là i5-9300H và GTX1050 thì hoàn toàn đủ để bạn sử dụng những phần mềm như là AutoCAD hoặc là SolidWorks trong vòng 3-4 năm nữa. Tuy nhiên thì với tài chính là dưới 18 triệu đồng thì bạn hoàn toàn có thể là lấy Acer Nitro 5 cũng là i5-9300H nhưng mà là GTX1650 thì có thể là sử dụng tốt hơn. Thậm chí nó còn là máy mới 100% nữa. Đúng rồi đấy. Quá ngon. Câu hỏi thứ hai của bạn Trung Hiếu. Xin chào anh, cho em hỏi Lenovo Legion 5 sử dụng Ryzen 5 4600H, Acer Strike 7 dùng CPU Ryzen 7 3750H thì nên chọn mẫu máy nào để học và chơi game? Chủ yếu là Genshin Impact, em xin cảm ơn. Cái Genshin Impact này dạo này hot nhỉ, gì nhỉ? Ừ. Với câu hỏi này của bạn thì hiệu năng của 4600H thì sẽ hơn hẳn là 3750H, rất là nhiều luôn đấy. Ừ. Thì việc là bạn lựa chọn chiếc Legion 5 sử dụng 4600H thì sẽ cho bạn một trải nghiệm chơi game tốt hơn. Ngoài ra thì Legion 5 cũng ở một phân khúc cao hơn. Chính vì vậy nhà sản xuất đã trang bị cho chiếc Legion 5 một cái sự hoàn thiện tốt hơn hẳn. Nếu như mà bạn sử dụng để mà lựa chọn sử dụng trong khoảng thời gian lâu dài ấy, thì mình khuyên bạn sử dụng chiếc Legion 5 là tốt hơn hẳn. Ok, và câu trả lời của mình sẽ là bạn nên là chọn chiếc Lenovo Legion 5. Câu hỏi thứ ba của bạn Khang Hà Phúc. Cho em hỏi là G14-2060 hay là G15-2060 thì chiếc máy nào ok hơn? Đối với hai chiếc máy này thì phần cứng của những chiếc máy này hoàn toàn là giống nhau thôi. Chỉ có một sự khác biệt là về ngoại hình và kích thước của màn hình thôi. Nếu như mà bạn muốn sử dụng chiếc màn hình mà 15 inch thì bạn sẽ sử dụng G15. Còn nếu mà bạn thích sử dụng màn hình 14 inch thì chọn G14. Cái này là tùy thuộc bạn. Thích ngoại hình và thiết kế và cái tính di động của G14 tất nhiên sẽ tốt hơn G15 rồi. Bản thân mình thì mình sẽ thích chiếc G14 hơn tại vì mình thích sự nhỏ gọn. Câu hỏi thứ tư của bạn Phú Trương. Anh ơi, em học xây dựng, cần học và chơi game, sử dụng 3-4 năm, giá từ 20-23. Em đang nhắm tới Acer Nitro 5 2020, mời anh tư vấn. Ui, dạo này kênh mình lắm, anh em xây dựng đấy. Ôi, lắm anh xây dựng thật. Có khi là chúng mình sẽ phải làm một video mà tư vấn cho anh em xây dựng chọn máy tính ấy. Nếu anh em có ý kiến gì có thể comment dưới này để bọn mình làm. Ok, vậy thì những phần mềm của ngành xây dựng thì mình thấy sao? Đối với những cái phần mềm mà của ngành xây dựng thì chúng ta sẽ sử dụng những phần mềm modeling như kiểu là CAD này, Revit này, hoặc thậm chí là 3DS Max. Thì với những cái phần mềm này nên sử dụng lựa chọn những cái chiếc laptop mà sử dụng chip Intel thì sẽ cho chúng ta một hiệu năng ổn định và đáng tin cậy nhất. Vì vậy là nếu như mà bạn sử dụng chiếc Acer Nitro 5 2020 thì mình khuyên là bạn sẽ sử dụng Acer Nitro 5 2020 bản Intel. Chiếc máy này thì cũng hoàn thiện rất là tốt rồi, cấu hình rất là ổn trong tầm giá, hoàn toàn đủ để bạn lựa chọn. Và đặc biệt nhé là các bạn phải sử dụng card Nvidia thì sẽ tối ưu rất là tốt. Card RX 5600M hay là 5300M của AMD cũng tốt thôi. Nhưng mà thường thì bây giờ mình thấy người ta hay chọn Nvidia nhiều hơn, đây là cảm quan cá nhân của mình thấy. Câu hỏi thứ năm của bạn Hoàng Vĩ. Acer Nitro 5 2020 không biết là 2020 cùng với đó là 1650 A15-14 chạy Ryzen 5 1650. Mục đích học tập về marketing, digital marketing, em game nhẹ LL một chút đồ họa. Trong 4 năm nữa thì nên chọn máy nào? Em cảm ơn cho Microsoft phát triển. Đối với câu hỏi này của bạn, bạn học ngành digital marketing và sử dụng một chút đồ họa thì bạn hoàn toàn có thể lựa chọn chiếc Dell 7591. Chiếc máy này thì sẽ có một vỏ nhôm đẹp tinh tế, rất là phù hợp với ngành kinh tế. Ngoài ra thì độ phổ màu cao này, độ sai màu thấp đủ để cho bạn sử dụng để làm đồ họa. Cấu hình này thì vẫn ổn để đáp ứng được những cái nhu cầu của bạn thôi. Còn nếu như mà bạn vẫn phân vân, bạn vẫn thích những chiếc máy gaming hơn và vẫn phân vân hai chiếc máy kể trên thì mình khuyên bạn là nên lựa chọn Nitro 5. Bởi vì là Nitro 5 sẽ có độ hoàn thiện tốt hơn này một chút thôi thì sẽ hoàn toàn đủ để đáp ứng bạn có thể sử dụng trong vòng 4 năm hoặc thậm chí là hơn. Ok. Câu hỏi thứ 6 của bạn Trường Đào cho em hỏi là Nitro 5 2020, RTX 2060 màn hình phần trăm sRGB cao hơn, option card thấp hơn đúng không ạ? Và câu trả lời của mình là có. Và phổ biến bản máy này là khoảng 99% sRGB, 75% Adobe RGB và độ sáng là khoảng 323 nit. Thì đó là về phổ màu màn hình này và đương nhiên là đẹp hơn. Câu hỏi thứ 7 của bạn Kiên Royal cho em hỏi là trong tầm giá 20 triệu mà học kinh tế có chơi vài game nhẹ thì muốn sử dụng tiện lợi chọn lòng gaming hay là dòng thường? Như mình đã phân tích cho các bạn ở trong nhiều video trước thì nếu như bạn học những ngành kinh tế này, chơi vài game nhẹ thì hoàn toàn có thể sử dụng những dòng Ultrabook.
Nó rất là mỏng nhẹ này, lại còn pin trâu nữa. Ừ. Có thể mang vác đi học đi làm thoải mái luôn, lại còn đẹp, phù hợp với ngành kinh tế rất là nhiều. Thì những dòng Ultrabook trong tầm giá 20 triệu bạn có thể tham khảo như là ThinkPad T490 hoặc là Dell XPS 9370, hoàn toàn đủ để bạn sử dụng. Ừ. Và với game nhẹ thì chắc chắn là với cấu hình của những chiếc máy đấy thì vẫn đáp ứng được, tại vì CPU đời 8 của Intel thì cũng gọi là chơi game chống cháy được rồi. Với câu hỏi tiếp theo của bạn Hoàng Trương Huy, ask cho em hỏi Bravo 15 Ryzen 5 khoa học công nghệ thông tin trong 4 năm nữa tốt không, em cảm ơn. Bạn Hoàng Trương Huy này hỏi ở trên kênh mình nhiều phết rồi đấy. Ừ. Thế chứng tỏ là bạn đã tham khảo khá là nhiều máy rồi đúng không? Thì với câu hỏi này của bạn, Bravo 15 theo mình thì hoàn toàn đáp ứng đủ nhu cầu của bạn. Nếu như mà bạn vẫn băn khoăn thì bạn hoàn toàn có thể tham khảo video top 5 chiếc laptop dành cho ngành công nghệ thông tin từ tầm giá 15 đến 20 triệu đồng mà chúng mình đã post ở trên kênh nhé. Hoặc là bạn có thể ra thẳng cửa hàng của chúng mình để có thể trải nghiệm những mẫu máy mà bạn đang băn khoăn. Okay. Còn MSI Bravo 15 thì hoàn toàn đủ rồi đấy. Ok. Câu hỏi thứ 9 của bạn tờ Dê Linh, cho anh cho em hỏi 7591G14 thì em chọn máy nào để vẽ AutoCAD? Thỉnh thoảng chơi LL, em thích sự màu rẻ sang trọng của Dell nhưng mà cả đồ họa có tích chỉ có 3GB RAM thôi so 4GB RAM, em hỗ trợ và chúc anh em sức khỏe. Thực ra mà nói thì AutoCAD nó cái cạc mà tối ưu tốt nhất thì là Quadro, nhưng mà nếu mà chọn gaming mà 3-4GB này nó không phải vấn đề quá quan trọng. Thì nói chung nếu mà mình thấy hai mẫu máy này thì về tất cả những yếu tố khác thì mình thấy là G14 đang vượt trội hơn khá là nhiều, trừ kích thước màn hình của G14 nhỏ hơn một chút thôi. Thế nên là sự lựa chọn của mình cho cái nhu cầu bạn sẽ là Dell Asus Zephyrus G14. Tí thì nó nhầm mình Dell G14. Ok, đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Zinpay TV. Cho em hỏi là GTX 1650 Ti với GTX 1660 Ti thì có chênh nhiều về hiệu năng không ạ? Câu trả lời của mình là chênh nhiều cực kỳ, vì 1650 Ti vẫn chỉ là card đồ họa phần phổ thông thôi, còn 1660 Ti là card đồ họa tầm trung rồi. Nên chênh lệch sẽ là khoảng 20-25% tùy vào hệ thống các bạn sử dụng. Và nói chung là nếu bạn chơi game hardcore nhiều mà muốn kéo max setting ở mọi tựa game thì chắc chắn là 1660 Ti sẽ là sự lựa chọn. Câu hỏi thứ 11 của bạn Hải Duy Nguyễn. Em dùng laptop đi lại nhiều ạ, chơi game thường xuyên như là Valorant, LOL thì tầm giá 20-25 triệu có những lựa chọn nào ạ? Chơi game phải có webcam nhá, chúc kênh của anh phát triển. Phải có webcam. Mình đã nghĩ là nên lấy Zephyrus G14 rồi, nhưng mà với nhu cầu bạn là có webcam thì chúng ta sẽ có một sự lựa chọn là Lenovo Legion 5 sử dụng Intel hoặc là Ryzen tùy ở ý thích bạn cần. Còn với trung tầm 20-25 triệu thì có cả Acer Nitro 5 phiên bản 144Hz nữa. Thì đấy hai mẫu máy mình sẽ đề xuất cho bạn để bạn lựa chọn nhé. Rất tiếc rằng RG lại không có máy nào có webcam trừ TOF A15 ra. Câu hỏi thứ 12 của bạn Trương. Tiêu ép đâu đúng không? Ok, câu hỏi thứ 12 của bạn Trường Ngô Quang. Nếu lựa chọn Lenovo Legion 5 với hai option giữa Ryzen 5 với màn hình đẹp và Ryzen 7 màn hình tập trung thì nên chọn option nào? Em học lên kỹ thuật dữ liệu, mong hai anh trả lời cho hai kênh phát triển. Kỹ thuật dữ liệu thì cần gì màn hình đẹp nhiều Duy nhỉ? Thực ra thì nếu với nhu cầu bạn thấy màn hình đẹp mà nó định mắt với bản thân hơn thì cứ lựa chọn thôi. Còn với việc học mà cứ lâu dài thì sử dụng Ryzen 7 màn hình không đẹp chả vấn đề gì cả. Thực ra màn IPS nó vẫn đẹp mà. Nhiều anh em đang bị nhầm tưởng là cứ màn đẹp là tốt, nhưng mà thực ra là phí tiền là quan trọng nhất. Câu 13 của bạn Dũng Văn, mua AV Book S33 Intel i5-1035G1 học công nghệ tin và chơi game LOL được không? Đối với câu hỏi này của bạn thì chip ở đây là chip i5-1035G1. Con chip này thì rất là yếu và nó chỉ tiết kiệm điện thôi. Nếu như bạn sử dụng để mà học công nghệ thông tin kiểu học cơ bản hoặc là lập trình nhẹ nhàng, học trình kiểu code editor là chủ yếu ấy thì đủ phù hợp. Nhưng mà nếu như là bạn học những cái mảng khác ở trong ngành công nghệ thông tin dùng lâu dài thì theo mình thì không ổn đâu. Câu tiếp theo, câu hỏi 14 của bạn Hùng Quốc. Chào anh, chúc anh sức khỏe, học công nghệ thông tin, học Vivobook M433 bản R5 liệu đáp ứng tốt cho việc học của em trong 4 năm không? Và trong 17 triệu đổ lại game nào chơi tốt để chơi LL, thi thoảng vài game nặng, ưu tiên mỏng nhẹ pin chơi, cảm ơn. 17 triệu mỏng nhẹ pin trâu còn chơi game nặng nữa thì hơi ham bạn ạ. Thì trong tầm tiền này thì có lẽ là cái option của bạn thì cho ra là tốt rồi, là Vivobook M433. Nhưng mà nếu mà để chơi game nặng thì cặp Vega của em đi thì mình vẫn không khuyến cáo là đủ đâu. Nói chung là nếu bạn chọn Vivobook M433 thì khả năng là chúng ta sẽ không chơi được game nặng. Chơi thì chơi được nhưng mà nó không mượt. Và trong 17 triệu nếu bạn có thể chơi được laptop gaming thì có thể tham khảo Acer Nitro 5. Thì mình thấy trong tầm tiền này khá là ngon và hạt rẻ. Ok, đó là câu trả lời của mình. Câu hỏi 15 của bạn Zoom Game thì em đang học công thiết kế đồ họa và stream game nhẹ nhàng 3D vì G512, i5-1600T thì ổn không? Với nhu cầu của bạn thì mình nghĩ là nó khá là ngon lành rồi. Stream thì i5 vẫn stream được tốt, thiết kế đồ họa thì thiết kế rất là tốt, trừ màn hình là phổ màu không quá cao thôi.
cùng với đó là G512 với 1650 thì chơi game cũng quá là nhẹ nhàng thì tình cảm rồi. Nói chung với câu hỏi của bạn thì G512 chắc chắn là sự lựa chọn hợp lý. Còn nếu trong tầm tiền mà bạn muốn màn hình đẹp hơn nữa thì thiết kế đồ họa thì chọn Lenovo Legion 5 mà 144 hẹn hoặc là Evo Gaming 15 mà 144 hẹn nhé. Câu 16 là câu hỏi cuối cùng bạn Luân Mã. Cho em hỏi là Lenovo i540, i7 và Legion 5 R7 thì máy nào tốt hơn? Em đang phân vân 2020 thì nên mua i540 hay không? Em học ngành xây dựng và chơi ít điện nặng ạ. Lenovo Legion 5 hiện tại chơi game thì quá hợp lý rồi. i540 nó cũng hợp lý luôn, nó chả có vấn đề gì cả. Thì nếu anh em chơi game eSports nhiều thì Lenovo Legion 5 Ryzen 7 chắc chắn là ngon hơn. Mình đảm bảo là chắc chắn là ngon hơn. Thì đó là câu trả lời của mình cho câu hỏi của bạn Luân Mã. Và đó là câu hỏi cuối cùng ngày hôm nay. Nếu bạn có những băn khoăn và những câu hỏi gì có thể comment dưới phần bình luận để bọn mình dễ dàng tổng hợp và trả lời những câu hỏi nhé. Và hôm nay thì đó là câu hỏi cuối cùng rồi. Và bây giờ thì xin chào mọi người và hẹn mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye. Đã hết đâu. Anh em nếu như mà thấy series này hay và hữu ích, đừng quên like, share, subscribe để ủng hộ thêm cho mình thêm nhiều động lực ra nhiều video hữu ích hơn nhé. Và anh em qua đó có thể tham khảo mẫu Alienware M15 R3 này tại Galato Z với mã giảm giá Z300. Chi tiết chương trình và link sản phẩm mình sẽ để dưới phần mô tả video để anh em tham khảo. Nhìn đẹp không? Đẹp chứ? Và bây giờ thì tạm biệt anh em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo. Ok.